Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video mới nhất của Hưng. Và trong video này Hưng sẽ giới thiệu cho quý khách hàng một vài cái mẫu xe đang ở cái mức giá có thể nói là lên quanh 900. Đây, đâu đó những một vài mẫu thì có thể hơn 900. Và cuối cùng thì Hưng sẽ đưa ra cái lý do về tại sao chúng ta sẽ chọn VinFast Lux A nếu như mua sedan, nếu như mua xe nha, ở cái mức giá là 900 triệu. Đây, kể cả là trả thẳng hay là vay ngân hàng thì lên quanh 900 triệu thì chúng ta sẽ chọn cái mẫu xe nào. Đấy, thì đó chính là cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Và Hưng cũng đã liệt kê ra một vài cái mẫu xe nó nằm trong cái phân khúc tầm lên quanh 900. Đấy, những xe có thể chưa đến 900. Và sẽ phân tích tại sao mà chúng ta sẽ lựa chọn nên lựa chọn VinFast Lux A nếu như mua xe 900 triệu. Đầu tiên thì đối thủ rất là lớn của VinFast Lux A đó chính là Toyota Camry. Thì Camry sẽ có mức giá khá là cao, đó là 1.029 cho đến 1.235 ở các phiên bản. Giá này miết chưa khuyến mãi và chưa có lăn bánh. Mẫu xe thứ hai đó chính là Mazda 6. Mazda 6 thì mức giá nó rơi vào tầm 889 cho đến 1.049 triệu. Ở mẫu xe thứ ba đó chính là Mazda 3, đây là mẫu xe một thời là làm mưa làm gió và nó là mẫu xe quốc dân vì kiểu dáng vâng vâng. Đấy, mức giá hiện tại của nó là cao nhất là 849 triệu dành cho cái phiên bản 2.0 Premium hay là 2.0 Sport. Đấy, mẫu xe thứ tư đó chính là Honda Civic. Thì Civic thì doanh số nó sẽ không có bằng những cái chiếc cái xe của Mazda 3, Mazda 6. Mức giá của nó rơi vào tầm 729 đến 929 triệu giá niêm yết. Mẫu xe thứ năm đó chính là mẫu xe Elantra Sport. Đây là mẫu xe mức giá là 769 triệu giá niêm yết. Mẫu xe cũng khá là được nhiều người ưa thích và lựa chọn. Mẫu xe thứ 6 đó là Kia Optima. Thì đây là mẫu xe cũng khá là đẹp nhưng mà doanh số thì không có tốt lắm. Nó rơi vào tầm 759 triệu đến 919 triệu. Mức giá cũng đã được giảm rất là nhiều rồi. Mẫu xe thứ 7 đó là cái mẫu xe crossover cỡ nhỏ là Peugeot 2008 2011 2021 nha. Mức giá là trung bình từ 759 triệu đến 849 triệu. Thì nếu như mà quý khách hàng thích cái mẫu crossover thì có thể tham khảo. Mẫu xe thứ 8 đó là HR-V 1.8L, đó là mức giá 870 triệu. Và mẫu xe thứ 9 đó là CR-V 1.5E 998 triệu, là mức giá thấp nhất. Và các phiên bản cao hơn như E mà phiên bản G thì nó sẽ có mức giá của CR-V, nó mức giá là nó cao hơn. Đấy, như vậy thì Hưng cũng đưa ra 9 cái mẫu xe nó nằm trong cái phân khúc từ 700 hơn 800 đến 900. Riêng có Camry thì nó sẽ cao hơn một tí bởi vì mức giá của Camry nó như mọi người biết thì nó khá là cao, đúng không? Đấy. Và phần tiếp theo thì tại sao mà Hưng lại lựa chọn cái VinFast Lux A nếu như mua xe ở mức giá là 900 triệu. Thì rất là nhiều cái video Hưng đã phân tích về VinFast Lux A, về cái về những cái tính năng, những cái công nghệ được áp dụng trên VinFast Lux A. Chắc chắn sẽ có những lý do mà tại sao chúng ta lựa chọn VinFast Lux A nếu như mà có trong tay đâu đó tầm 900 triệu. Đấy, thì bây giờ Hưng sẽ mời anh chị đi vào phần tiếp theo để xem những lý do mà Hưng nêu ra là gì. Lý do đầu tiên mà Hưng gửi đến mọi người đó chính là động cơ và khung gầm của VinFast Lux A thì nó được thừa hưởng từ BMW 5 Series. Đó là thế hệ thứ 5 nha, thế hệ mà có thể nói là bán chạy nhất toàn cầu của BMW. Và VinFast đã mua bản quyền lại từ BMW. Đấy, thì chúng ta đã sở hữu được một cái động cơ với cái dung tích là 2.0. Ở phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản nâng cao thì động cơ sẽ cho công suất là 174 mã lực, nhưng mà ở phiên bản cao cấp thì sẽ là 228 mã lực. Đấy. Tất cả các động cơ, tất cả các phiên bản đều sẽ có turbo nha. Nhưng mà tinh chỉnh turbo nên là ở phiên bản cao cấp nó sẽ cho cái công suất nó lớn hơn một tí. Đấy, động cơ của VinFast Lux A thì khá là nổi tiếng rồi. Và khung gầm cũng vậy, khung gầm nó cũng thừa hưởng từ BMW 5 Series. Nên chúng ta có thể thấy là VinFast Lux A có một cái chiều dài có thể nói là dài nhất ở trong những cái phân khúc, những cái xe cùng phân khúc mức giá là 900 triệu. Đấy, nhưng nói những cái mẫu xe kia thì nó sẽ chỉ là những cái mẫu xe ở hạng D, hạng C như Mazda 6 này,
chúng ta có là hạng D, hạng C thì chúng ta có Mazda 3, thậm chí là Honda Civic thì cũng là hạng C đấy. Chỉ có Kia Optima là hạng D thôi, và riêng VinFast Lux A cùng với mức giá như vậy mà chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe ở phân khúc là hạng A đấy, với cái gì về cơ chiều dài thân xe là tổng thể là 4,973. Trở lại với cái động cơ của xe thì mọi người có thể thấy là nó có những cái thanh dàn khá là chắc chắn đấy, tạo cho xe một cái cảm giác cứng cáp, và khi mà chúng ta di chuyển ở vận tốc cao đấy, khi mà chúng ta vào cua ôm cua này kia thì xe nó sẽ bị không bị vặn xương, và nó vẫn giữ được cái độ đầm chắc của đầu xe cho đến thân xe. Đây mọi người có thể thấy những cái thanh thép này khá là to bản, và nó được nối từ cái dầm ngang của xe này cho đến những cái phục của xe này, hai cái phục của xe khá là lớn nha. Đây là một trong những cái điểm mà giúp cho xe nó cân bằng khá là tốt khi vào cua. Đấy, nếu như mà anh chị có cái cơ hội, có cái dịp thì Hưng sẽ mời đến showroom để mà lái thử chiếc VinFast Lux A này, để cảm nhận cái động cơ và khung gầm của VinFast Lux A. Đấy, chúng ta sẽ xem kỹ lại cái động cơ của VinFast Lux A. Nó sẽ được đặt dưới một cái nắp này. VinFast Lux A thì sử dụng cầu sâu nha. Đây là một cái điểm có thể nói là đáng tiền của VinFast Lux A. Đa phần những cái mẫu xe mà Hưng giới thiệu ở đầu video ấy thì sử dụng cái cầu trước. Đấy, cầu sau thì chúng ta có là cầu đẩy, nên là cái vận hành của xe nó sẽ tốt hơn. Ok, khoang động cơ khá là gọn gàng, khá là gọn gàng. Phần đầu xe thì mọi người có thể để ý là nó sẽ được ngăn cách khá là rộng. Cái đoạn này thì sẽ không có cái phần động cơ nó được đặt sau đây. Đấy, mà khi mà chúng ta va chạm từ đầu vào đây thì nó sẽ giảm cái sự va chạm dành cho động cơ, vì động cơ là cái là trái tim của xe, là cái mà đắt tiền nhất của chiếc xe, nó sẽ được bảo vệ một cách an toàn hơn. Thêm một cái lý do nhỏ nữa, đó chính là VinFast Lux A là sedan hạng E đấy. Theo như những cái xe mà Hưng có nêu ở đầu video ấy, thì đó đa phần là những cái mẫu xe hạng C, hạng D. Nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ ra 900 triệu để sở hữu được một cái mẫu sedan hạng E thì thực sự rất là xứng đáng. Đấy, với cái tầm tiền như vậy mà chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe khá là đẳng cấp, một sedan hạng A. Ở cái lý do thứ ba, đó chính là về cái hộp số của xe. Những cái chiếc xe mà có hộp số GS thì nếu như mà mọi người biết thì đó là những chiếc xe ở cái phân khúc khá là cao cấp, khá là đắt tiền. Nhưng mà VinFast đã áp dụng cái hộp số GS này vào trong ở VinFast Lux A. Đấy, hộp số GS thì nó sẽ có 8 cấp và nó sẽ cho một cái cảm giác chuyển số siêu mượt. Thậm chí là mọi người đã từng lái chiếc xe này và đã nói rằng là nó sẽ không có đồ trễ ở trên VinFast Lux A. Đấy, hộp số GS thì nó còn có thêm một cái tính năng nữa là ghi nhớ lại cái hành vi người dùng khi mà bạn đi ở trong thành phố, hay là bạn di chuyển ở trên cao tốc, đi đường trường, thì nó sẽ hiểu được cách sử dụng cần số và nó sẽ tự nhả về cái số thích hợp khi mà chúng ta dừng đổ. Điều đó sẽ giúp tiết kiệm được nhiên liệu hơn. Đó chính là cái tính năng của hộp số GS, hay còn gọi là hộp số điện tử GS. VinFast Lux A là một trong những chiếc xe khá là an toàn. Đấy, bằng chứng là nó đã được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn 5 sao từ Eisen NCAP, là một trong những cái tiêu chuẩn an toàn có thể nói là khá là uy tín ở trên thế giới. VinFast Lux A thì nó đầy đủ tính năng an toàn, và Hưng cũng sẽ để một cái phần video review về chiếc xe này cụ thể và chi tiết để cho quý khách hàng có thể tham khảo ở phần mô tả nha. Đấy, điểm tiếp theo để chúng ta có thể lựa chọn VinFast Lux A, đó chính là về vấn đề hậu mãi. Thì VinFast Lux A được bảo hành đến 5 năm và 165.000 km. Những hãng khác thì đâu đó tầm 3 năm và 100.000 km thôi. Đấy, nên là quý khách hàng mà mua VinFast thì sẽ được một cái đặc quyền khá là tốt. Và đặc biệt là nếu như mà mua xe ở trong cái thời điểm hiện tại thì sẽ được miễn phí 3 năm bảo dưỡng. Đấy, đó là một con số khá là tuyệt vời. Đấy, 3 năm bảo dưỡng thì nếu như mà đối với dòng xe Lux này thì chúng ta có thể tính lên cái hàng chục triệu. Đấy,
Như vậy thì quý khách hàng đã lợi được một phần có thể nói là khá là lớn nha. Ok, như vậy thì Hưng cũng đã đưa ra một vài cái lý do mà chúng ta nên chọn VinFast Lux A nếu như mà có 900 điểm ở trong tay, và Hưng cũng sẽ cố gắng liệt kê những cái lý do lớn nhỏ và để ở dưới phần mô tả để cho anh chị có thêm cái động lực mua VinFast Lux A. Đấy, và nếu như mà trong thời gian tới có quan tâm và mua VinFast thì có thể liên hệ trực tiếp cho Hưng. Hưng sẽ cố gắng tư vấn một cách tận tình nhất và phù hợp nhất với đối với khách hàng. Ok, đừng quên đăng ký kênh và like video để ủng hộ Hưng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video lần sau.